nó bự lắm. Ôi, ơi, rồi, 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 đừng, cú mèo. Rồi, từ. Đập đổ nó đi, trời ông nội làm cái cây dây vậy. Cái này đập với chúng. Đây, đây. Nó không ăn đó. Tiếp không cầm cây rồi. Công ơi, đừng ấy. Không ăn đó. Không mèo, không mèo. Không mèo. Nó dẹp lép cái đầu rồi kìa. Không mèo đó. Ghê quá. Rồi đi, đi vô nhà. Không mèo nó móc đèo rồi. Cúc, má cái này ngâm rượu nhất rồi. Lấy dây cột đầu rồi. Nè, bỏ chú đi, tôi móc đi, đâm vô đầu nó đây. Thả đi. Đấy, cái đồ chặt cái đầu nó mẹ cho nhanh. Con này có độc không? Độc quá, độc lắm hả? Độc dữ. Rồi đi, ok. Trời ơi. Khỏi, đem đi nhà đi, đem đi nhà chặt cái đầu rồi lắp, lắp đổ bỏ liền, đi. Cũng má nó khè tôi hết hồn hơn. Cũng quá, hổ mèo, tôi nói hổ mèo mà. Thôi đi, đi, đúng, ăn cái kèo à. Ghê thiệt. Rồi đem đi bên kia, đi đường bên kia. Đó, đáng giữ nha, để quay được mạng. Quảng cáo mà. Trời ơi, mới bắt được nó không mèo dữ à. Đang quay được mạng nè. Đang không mèo. Đây, gắn này con gà dữ dằn. Trời ơi, nãy đập nó đâu có chọt nó quay được thè cái đâu. Ăn gà dữ lắm nè, sát số nè.